Lee Jun Ki khoe ảnh check-in Hội An, thích thú khi được ngồi thuyền trên sông Hoài, liên tục vẫy tay chào fan Việt. Vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nam tài tử Lee Jun Ki đã đáp máy bay đến Việt Nam. Được biết, ngôi sao Hàn Quốc sẽ có lịch trình chụp ảnh kín tại Đà Nẵng, Hội An cùng với ekip của mình. Khoảnh khắc Lee Jun Ki bước ra từ sân bay khiến mọi người có mặt không khỏi phấn khích. Mặc dù là nam diễn viên hạng A nổi tiếng của màn ảnh Hàn, nhưng Lee Jun Ki vẫn chuộng phong cách quần áo đơn giản. Tài tử 40 tuổi vô cùng trẻ trung với áo thun xanh đậm cùng chiếc quần jean cổ điển. Tuy đã đeo khẩu trang kín mít nhưng những người xung quanh vẫn nhận ra khí chất nổi bật của anh. Các fan còn tặng nón lá, hoa sen, gấu bông như một món quà kỷ niệm cho Lee Jun Ki. Để đáp trả lại tình cảm ấy, nam diễn viên phim Người Tình Ánh Trăng còn thân thiện vẫy tay chào mọi người. Trong hai ngày qua, ngoài việc tập trung cho công việc, Lee Jun Ki còn bày tỏ sự thích thú với những món ăn và văn hóa Việt Nam. Trên tài khoản Instagram cá nhân, diễn viên phim Người Tình Ánh Trăng không ngần ngại khoe khoảnh khắc cười tít mắt khi được nếm thử ẩm thực Việt. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ hình ảnh check-in sang chảnh tại một khu resort nổi tiếng ở Hội An. Không những vậy, Lee Jun Ki cũng vô cùng hào hứng khi đến thăm phố cổ Hội An. Nhan sắc trẻ trung dù đã bước qua tuổi 40 của anh thu hút mọi ánh nhìn. Một số khách du lịch vô tình bắt gặp Lee Jun Ki trên đường phố cũng phải thốt lên trước khí chất nổi bật của anh. Trong khoảnh khắc ngôi sao sinh năm 1982 ngồi thuyền đi dạo sông Hoài để chụp ảnh, các fan hâm mộ vây kín trên cầu không ngừng gửi lời chào hỏi cổ vũ. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả hâm mộ Việt, Lee Jun Ki cũng thân thiện vẫy tay chào mọi người. Có thể thấy nam tài tử đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian đến thăm đất nước Việt Nam. Nhiều khán giả Việt hy vọng sau lịch trình công tác, Lee Jun Ki sẽ có thêm ngày nghỉ để khám phá những nét đẹp văn hóa Việt như thăm thú danh lam thắng cảnh, thưởng thức những món ăn đặc sản. Một số người còn mời Lee Jun Ki đến chơi những khu vực tỉnh thành khác của Việt Nam để có trải nghiệm đáng nhớ. Lee Jun Ki không còn là gương mặt xa lạ đối với những mọt phim Hàn Quốc nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Nam tài tử sinh năm 1982 nổi tiếng ngay khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao The King and the Cloud năm 2005. Nam diễn viên sau đó được biết đến nhiều hơn trong bộ phim hài lãng mạn My Girl. Khi đảm nhận vai Wan Su trong Moon Lover, Scarlett Johansson, Người Tình Ánh Trăng, Lee Jun Ki càng nổi tiếng ở nước ngoài, đặc biệt là châu Á. Vai diễn đã đưa anh trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu. Lee Jun Ki thường hóa thân vào các nhân vật gai góc, ngỗ ngược, mạnh mẽ và đặc biệt rất giỏi võ thuật. Nam diễn viên cũng nổi tiếng vì mức độ lăng xả cho vai diễn và luôn tự thực hiện các cảnh hành động, đặc biệt là các cảnh cận chiến. Có thể làm được điều đó vì Lee Jun Ki thông thạo khá nhiều môn võ. Anh có đai đen Taekwondo, đai xanh Nhu Thuật, Jiu-Jitsu, thành thạo Taekwondo, một bộ môn võ thuật truyền thống Triều Tiên, Sistema, bộ môn võ thuật nổi tiếng của Nga và từng học Mai Thái để phục vụ vai diễn. Ngôi sao này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất cho những vai nam chính cần thể hiện khả năng đánh đấm trên màn ảnh. Không chỉ các cảnh cần đến võ thuật mà những cảnh bay người khỏi ô tô, leo trèo trên các tòa nhà lớn, đuổi bắt ở những nơi địa hình hiểm trở đều do nam diễn viên tự thực hiện. Đặc biệt, anh còn từng khiến fan thót tim khi biết anh tự mình diễn cảnh bị chôn sống với độ chân thật 100%. Diễn xuất của Lee Jun Ki cũng tỷ lệ thuận với tài năng võ thuật của anh. Nam diễn viên là cái tên quen thuộc ở các lễ trao giải danh tiếng nhất của Hàn như Rồng Xanh, Baekhyun. Ngoài tài năng, anh còn nổi tiếng vì gương mặt ma cà rồng. Tuy đã bước sang tuổi 40 nhưng ngôi sao sinh năm 1982 này trông không khác gì so với khi mới bước vào nghề gần 20 năm trước. Vừa qua, Lee Jun Ki đảm nhận vai chính trong phim Again My Life. Again My Life là phim truyền hình chuyển thể từ webtoon cùng tên. Phim được đón nhận nồng nhiệt khi có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Jun Ki, Kim Hee Woo, Lee Kyun Yeon. Theo Nielsen Korea, ngày 29 tháng 5, tập cuối cùng của A Game My Life lên sóng với mức rating là 10,5%. Bộ phim bắt đầu với rating 5,8% trong tập đầu tiên và vượt qua con số 10% ở tập thứ 9. Phim ghi nhận mức rating cao nhất là 12% trong tập 15.